Vấn đề đầu tiên là liên quan tới giới thiệu qua địa chỉ IP66. Thứ hai là sẽ giới thiệu về vấn đề một cái thiết bị đó là Ethernet switching, thiết bị điện mặt. Và vấn đề thứ ba là một cái giao thức phân giải A và B. Nội dung của cái phần này đó là những cái vấn đề tồn tại của IPv4 4, tại sao nó lại phát triển ra một cái phiên bản IP6, rồi cách vô diễn của IP6 như thế nào, một số các loại địa chỉ cơ bản của IPv6, rồi IPv6 hiện tại cấu hình tỉnh nó như thế nào, cấu hình cái địa chỉ tỉnh, rồi trường hợp chúng ta cấu hình IP động thì như thế nào. Rồi, cuối cùng là liên quan tới subnet. Rồi, chúng ta đi biết rằng với lại với tốc độ phát triển Internet hiện nay nó quá nhanh, cũng như là nó tham gia vào cái sự có sự tham gia vào cái những thiết bị ví dụ như là IoT. Và tại chúng ta cũng có nghe nói là những cái căn nhà thông minh, thành phố đô thị thông minh. Như vậy thông minh đó có nghĩa là nó tất cả các thiết bị cơ bản nó phải có tham gia vào mạng Internet. Và ví dụ từ cái cửa, từ cái bóng đèn, từ cái tivi, từ cái tủ lạnh, cái máy giặt, thiết bị solar, là cửa sổ, thiết bị cảm biến, vân vân. Tất cả đều phải kết nối vào Internet. Và năm 2011 đó thì có một cái tổ chức, đó là quả Internet, quản lý Internet, là một tổ chức ENA ha, nó học rồi, nó là đặt ở Mỹ. Tại vậy cái ENA vào năm 2011 nó đã cảnh báo là cái số lượng IPv4 nó đã hết rồi, bây giờ tính sao. Vậy cái địa chỉ IPv4 chúng ta thấy là cấu trúc của nó gồm có 32 bit, thì cái không gian của nó là bằng cái công thức là 2 mũ 32, là nó bằng bao nhiêu đó, thì cái giới hạn nó chỉ có nhiêu đó thôi. Như vậy thì cái số lượng đó nó thực sự nó nhỏ, ở trên thế giới hiện nay nó sẽ không đáp ứng được trong tương lai, và trong hiện tại năm 2011 nó đã có cảnh báo rồi. Vậy thì để giải quyết cái thực trạng đó thì người ta ra đời một cái phiên bản 6 để làm giảm tải cái IP4. Thì cái định vị ANA đó chúng ta đã học rồi, nó chia làm năm cái định vị: được quản lý ISP, rồi cái ISP nó lại và lại cấp phát cho các ISP địa phương. Thì cái IPv6 thì nó sẽ cơ bản, nó sẽ cái không gian của địa chỉ nó rất là lớn, nó có 2 mũ 128 bit. Để chúng ta tính ra cái con số, các em thử, các em có máy tính các em bấm thử xem nó ra con số mấy vậy. Bấm 2 mũ 128 thì cái khả năng là 2 mũ 128 nó ra con số cực kỳ lớn, có khả năng là chúng ta đọc không được, nó lớn tới mức mà khả năng là chúng ta đọc không được. Như vậy thì chúng ta, người ta chỉ nói rằng đó là ở trên cái đất của chúng ta, nếu mà ta chia ra là 1 mét vuông ở trên trái đất chúng ta đó, chúng ta chia ra 1 mét vuông là có tới 1 triệu địa chỉ IP nếu mà sử dụng IPv6. Như vậy thì đáp ứng được không? Trên trái đất chúng ta thấy là cái biển nó chiếm 1% đó, mà nó không tính biển luôn, nó tính là 1 mét vuông là khoảng 1 triệu địa chỉ IP. Rồi, có một cái điểm nữa là cái IP version 4 nó phải sử dụng DHCP nè, rồi nó phải sử dụng NAT, đúng không? Là nhớ là chúng ta có cái địa chỉ riêng đó, private đó. Chúng ta muốn sử dụng, muốn có internet đó thì sao? Chúng ta phải có một thiết bị nó làm nhiệm vụ NAT. NAT là nó lây ra mạng internet, thì lúc đó các máy thiết bị trong mạng nội bộ chúng ta mới có mạng internet. Nhưng mà ai liên quan tới IPv6 thì nó không cần NAT luôn.
nó không không cần cái server để cấp em phòng luôn. A14 thì ta phải trang bị một cái server để cấp cái dịch vụ A16 thì không cần. Về đây AB version 4 và AB version 6 nó tồn tại với nhau như thế nào? Thì có trong một cái lúc nào đó khi mà AV6 nó ra đời thì nó không thể AV6 không thể bị thay thế, cái giải pháp thay thế trong thời gian ngắn không thể được. Trong vài năm mà có thể thay thế bỏ cái AV4 xin AV6 gì đó là không khả thi. Nó đường nào là như thế này, để mà thay thế được AV4 thì theo nghĩ hết cái đời chúng ta chưa thay thế được. Cho nên cái giải pháp hiện giờ là IPv6 mục đích nó là giảm tải cái IPv4 chứ nó chưa phải là thay thế trong một thời gian, nói chung trong thời gian dài cũng chưa thay thế được hết. Vậy thì chúng ta cũng có thể kết hợp cái IPv4 với lại IPv6 kết hợp tự nhau. Vậy thì để mà các thiết bị mà để sử dụng được cái hai hai cái phiên bản này thì cái thiết bị đó phải được hỗ trợ. Thì các thiết bị mà kết nối mạng thì chắc chắn phải phải hỗ trợ IPv4 rồi, nhưng mà có những thiết bị nó sẽ không hỗ trợ cái IPv6. Không phải cái nào cũng hỗ trợ ha. Đầu tiên là các thiết bị mạng phải hỗ trợ. Thứ hai là các thiết bị đồ cuối nó cũng phải hỗ trợ. Thì lúc đó mới sử dụng được. Và trong khi AV4 thì dĩ nhiên là không cần. Các hệ điều hành mới hiện nay thì có hỗ trợ, hầu như có hỗ trợ. Các thiết bị mới hiện nay hầu như có hỗ trợ. Nhưng mà có một số thiết bị chuyên dụng thì cũng đâu hỗ trợ. Ví dụ máy in này kia đâu hỗ trợ. Nè, vậy thì thuộc vào gì? Thiết bị mạng có hỗ trợ hay không? Thì thuộc vào thiết bị đầu cuối có hỗ trợ hay không, thì thuộc vào hệ điều hành có hỗ trợ hay không. Đây để tồn tại cái hai cái phiên bản này trên một cái hệ thống mạng đó, thì nó có một số cái công nghệ, ba công nghệ mà được nhắc đến, đó là dual stack, thứ hai là tunneling, thứ ba là translation. Ba cái cách này để làm cho nó tồn tại đồng thời ha. Dual stack là giống như hôm trước ta học đó, đó là cấu hình đồng thời luôn, cho nó dùng hoạt động đồng thời luôn trên một thiết bị luôn, IPv4 là vì sao trước cái mô hình thực hành ta đã học rồi. Tunneling là tạo ra, cơ bản là tạo ra một cái trục riêng, một cái đường riêng, thân riêng nha. Để ra nó xanh thì chúng ta một cái giải pháp NAT nó cũng là giải quyết cho vấn đề tồn tại song song. Ở đây là không không phải là pin sáu nó không có không cần nát, nó không được nát, vẫn được nát, nhưng mà cái điều đó nó không nát nó cũng có cái này à. Chứ không phải là không được nát vì vì sinh bốn là cỡ nào phải nát hết rồi. Như vậy thì cái để biểu diễn trong cái địa chỉ IP version 6 thì chúng ta thấy nó sẽ khác so với bình 4 như thế nào. Trong khi IP4 thì nó có 32 bit nhị phân, trong khi bên sáu là có cộng 28 bit, thể hiện bằng cái số decimal hết xa, số thập lục phân. Rồi cái địa chỉ của nó thì nó không phân biệt chữ thường và chữ hoa. Cấu trúc của nó gồm có 8, gồm có gì? 8 cụm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó gồm có 8 cụm. Mỗi cụm này được gọi là một cái số gì? Head test. IP4 mà gọi là out test, này gọi là head test. Nó gồm có mỗi cụm nó gồm có 16 bit, mà nhân cho 8 là 128 bit. Nó ngăn cách bằng dấu 200. Vậy chúng ta nhìn vào cái địa chỉ này chúng ta thấy nó quá dài. Vậy có một số cái cách để nó cái làm giảm cái độ dài này lại. Thứ nhất là những cái số nào có số không trước nó sẽ bỏ đi, ví dụ như là 01AB nó sẽ biến đổi thành 01, biến đổi thành 1AB, 09F0 nó sẽ biến thành 9F0.
không a không không nó sẽ biến thành a không không, không không a b nó sẽ biến thành a b. À, như vậy thì những cái số như thế này, những số số không này sẽ biến thành số không này, số không này sẽ biến thành không này, không này biến thành không không, ba cái này không. Vậy có thêm một cái cách nữa làm giảm cái này lại bằng cách những cái số nào có liên tục số không như thế này được không, nó sẽ bỏ hết, nó biến thành dấu hai chấm, hai chấm đây. Nếu ta thấy có thì dễ này, các ba số không liên tục như vậy thì các ba số không này họ sẽ bỏ đi, họ sẽ biến thành dấu hai chấm, hai chấm một. Thấy không? Thì công thức của nó thì nó như thế nào, nó có bao nhiêu cụm thì biết rồi, thì trong đây 1 2 3 4 5 và để có dấu hai chấm vậy thì biết trong đây có 3 cụm là 3 3 cụm số 0. Vậy thôi. Cái địa chỉ này nó có cái chữ cà phê này, này. Này đặc biệt ha, cái địa chỉ này có chữ cà phê. À, thầy uống miếng cà phê, nói cà phê mới nhớ. Là cái loại với bình sao sao nó có một số loại như sao, trước cái bình bốn người ta có ba loại, thứ nhất là unicast, thứ hai là multicast, thứ ba là rockcast. Ở AB 6 thì nó cũng giống có unicast trong nhà chỉ một mòn, multicast cũng giống nhau là một đến nhiều rồi. Nhưng mà i16 thì nó không có cái broadcast, nó chỉ có ncast, chỉ có ncast. Vậy chúng ta nói nôm na cái ncast này là như thế nào, thì cái i16 nó i24 thì các địa chỉ IP nó không được cùng nhau, còn bị i16 nó cho phép trùng luôn, địa chỉ IP nó cho phép trùng. Vậy điều gì xảy ra khi mà có hai cái địa chỉ trùng nhau, một cái thiết bị gửi nó gửi đến hai cái thiết bị IP mà hai thiết bị IP trùng nhau, như vậy thì cái việc của nó làm là nó sẽ gửi hết cả hai thiết bị này luôn, gửi hai luôn, thì cái đó gọi là ncast. Nó gửi cùng một một cái địa chỉ IP nhưng mà hai thiết bị nhận đồng thời, hai nó gửi cho hai thiết bị cùng địa chỉ IP nhận luôn. Multicast thì khác, multicast là mặc dù một nhiều nhưng mà cái này là nó địa chỉ hai địa chỉ IP khác nhau, nó gửi một lượng hai đi nhiều địa chỉ IP khác nhau, thì trong cái này là cùng một địa chỉ IP. Chúng mình nhớ ha. Giờ liên quan tới IPv6 thì cách tổ chức cũng tương tự như IPv4 nhưng mà nó chỉ có khác cái là ở đây không có định nghĩa single mask, nó chỉ có là prefix. Thì ở IPv4 cũng có prefix, prefix là kiểu viết tắt của tổng số bit, thì đây cũng tương tự nhưng mà đây không có cái từ single mask, ở đây chỉ có prefix và prefix. Rồi IPv6 thì nó chia làm hai phần cũng giống như kia, ở như kia là NES ID và host ID, thì ở đây nó cũng giống như vậy nhưng mà nó chỉ thay bằng tên gọi chút xíu thôi, đó là prefix và interface ID, cũng giống như cái kia, có nghĩa là cái phần ở trước nó nhiều thì phần sau nó nhỏ, phần trước nhỏ thì phần sau nó nhiều, vậy thôi. Rồi liên quan tới unicast, địa chỉ đường cast đó thì chúng ta có hai cái loại địa chỉ, đó là local unicast và cái link local, có hai loại địa chỉ. Thì cái địa chỉ local unicast thì nó giống như địa chỉ IP của IP4, địa chỉ public là địa chỉ tham gia vào internet, nó giống như là cái địa chỉ 4 mình cũng vậy, có địa chỉ public và địa chỉ private. Public là cái dãy nào, private là dãy nào, thì đây cũng y vậy. Rồi có địa chỉ link local, link local để làm cái gì? Địa chỉ link local là địa chỉ nó chỉ hiểu, nó chỉ có tác dụng trên một cái link thôi, một cái link duy nhất. Một cái link là gì? Một cái link là có nghĩa là hai thiết bị kết nối nhau bởi một cái đường dây, cái đó gọi là cái link, link đó là gọi là link local. Như vậy thì
Ở trong cái thống mạng chúng ta sẽ có nhiều link đúng không? Như vậy cái link này với link kia nó có khác địa chỉ link còn hay không? Thì trong hệ thống mạng đó, chúng ta cũng có thể chúng ta sử dụng một cái địa chỉ link còn cho tất cả các link. Bây giờ trong công ty chúng ta có người có 100 link thì chúng ta sẽ cấu hình một cái địa chỉ, một địa chỉ duy nhất cho link còn được không? Được. Cái gì nó chỉ hiểu trên phạm vi cái link của nó thôi, còn cái link khác thì cái việc khác, cái link khác thì nó hiểu link khác, là hiểu được na giống như là một cái hiểu được thiết bị lân cận vậy đó. Cái link còn này là giống như là mình nhờ của nó mà nó sẽ hiểu lân cận, thì chỉ biết lân cận thôi, còn cái link khác thì nó không quan tâm, nó không không cần hiểu. Cái link khác thì nó cần nhờ cái cách khác để nó hiểu. Đây cái hiểu được na, đó là lý do mà tại sao chứ ngoài chúng ta cấu hình cho cái GB hôm trước ta thực hành nó sớm hơn so với cái này đó. Đó ta cũng thành IB, thực hành IB V6 rồi, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải chúng ta cấu hình một cái, ngoài cái địa chỉ IP ra chúng ta phải tạo ra ra cho nó một cái địa chỉ liên tục, đó là những nguyên tắc thôi. Đây, cái cách thức tổ chức của nó cũng tương tự. Những cái số ở trước, những cái trước là những cái số lớn, là những cái cha ở sau là cái con của phía trước. Cái số ở trước là cái số kinh khủng, đúng không? Các bạn cũng có nhớ là lớp A, lớp B, lớp C không? Cái số càng mà nằm ở đầu, cái số đó là cái số cực kỳ lớn, nó phải chạy hết trường hợp cái ở sau nó mới tới cái này, đúng không? Vậy chúng ta cũng nhớ là hôm trước là cũng nhớ là chúng ta chia cái địa chỉ, ví dụ lớp A lớp B chúng ta lấy cái địa chỉ chúng ta chia ra chia bốn, lấy cái đầu tiên cái ở trước nó, test ở trước nó là chia, chúng ta không chia cái sau, chia sau là không đủ, lấy cái cha là chia, ví dụ chia hai thì nó lấy cái cha nó chia, chứ nó không chia mỗi chia cái con. Ở đây cũng vậy, thì ở đây nó sẽ cơ cấu của nó là những lấy cái địa chỉ đầu tiên nó sẽ phát, ở đây nó cấp phát số 001 001, lấy cái số 01 này nó đang sử dụng, như vậy nó cái quỹ cái địa chỉ của nó lớn lắm, nó rất là lớn, nó lấy 01 cái nó làm nó cấp cho cái ENA, ENA để cho ENA sử dụng, để ENA nó lại cấp cho năm đơn vị khác nữa, nó lấy 23, lấy thêm 23 bit nữa, nó cấp thêm 32 bit cho cái đơn vị ISP, cho các đơn vị ISP. Vậy trong cái hệ thống nội bộ của ta, cái này là cái người ta quản lý rồi cho nên mình cũng không quan tâm nhiều. Mình quan tâm là cái nếu mà chúng ta quan tâm thì chúng ta quan tâm tới cái prefix 64. Ở trước là cái đó là do họ quy định rồi, không thành là không là thay đổi được ha. Interface chúng ta sử dụng cái set 64 để cho cái hệ thống mạng chúng ta. Rồi đây là cái link local, địa chỉ link local, hai cái thiết bị kết nối một cái đường dây và từ đây tới đây là một cái link local, và hai đầu này nó sẽ có hai cái địa chỉ cùng địa chỉ luôn là link local address. Chúng ta ví dụ như là FE 80 2.2.10. Ở bên đây cô cũng trang có địa chỉ luôn cũng được, không phải vấn đề, là cũng là địa chỉ liên lục còn rồi. Này là cấu hình tỉnh và cấu hình tỉnh liên quan tới chúng ta cấu hình bằng lệnh hoặc là cấu hình bằng giao diện đồ họa đều được ha. Giao diện lệnh thì dĩ nhiên là chúng ta phải sử dụng cái thiết bị mạng rồi, còn giao diện đồ họa thì chúng ta có thể sử dụng ở trên cái hệ điều hành Windows. Liên quan tới cấu hình theo
cái giờ giờ ở thiết bị mạng đó, thiết bị mạng thì chúng ta cấu hình bằng cái gì cũng lớn, chúng ta vào cái interface đó chúng ta tạo cho nó IP vừa sao theo cấu trúc này. Hôm trước là chúng ta khoảng cách ra là đây là khoảng cách ra 255 255 255 gì đó, không gì đó, còn ở đây là khác, ở đây là chỉ là prefix thôi chứ không có cái kia không tại cái cinematic kia. Đây có các link tương tự, các link còn lại những tương tự không có gì khác. Và đây là cái cửa sổ cấu hình cái giao diện đồ họa ở trên các thiết bị đường cuối video. Chúng ta thấy có IP version 6 nhập vào đây, có gì fixed thì còn như vậy còn cũng có DNS tương tự. Vậy không phải hệ điều hành nào cũng có cái này, cũng có hỗ trợ đường 6 này. Cũng không phải thiết bị nào cũng có cái sống. Rồi có một cái điều chúng ta lưu ý đó là cái liên quan cái đĩa IP6 này không có cung cấp IP di động, nó cũng có cái vi tính và IP di động nhưng mà nó không có cần sử dụng cái server DHCP nữa. Cái DHCP nó trong cái IP6 kiểu như là vô dụng, thì không cần nữa. À. Và đây là cái lệnh để chúng ta cấu hình cái link yêu cầu ha. IP ngoài IP ra chúng ta phải cấu hình yêu cầu thêm cái link yêu cầu nữa. Đó là bắt buộc. Rồi như vậy thì không cần DHCP, như vậy thì bây giờ tôi muốn cấp IP động thì phải làm thế nào? Có giải quyết được không? Thì IP 6 vẫn giải quyết được khi người ta cấu hình IP động. Như vậy cái cách để nó tạo ra cái IP động thì như thế nào? Vậy thì chúng ta cũng nhớ là hồi nãy chúng ta đã nói rồi, đó là chúng ta sử dụng địa chỉ IP request prefix là 64 là các bản mình ở phía sau này. Ở trước thì có đơn vị khác quản lý rồi. Chúng ta chỉ sử dụng cái set 64 cho vì sao. Như vậy thì để tạo ra một cái địa chỉ IP động thì nó tạo ra, nó dùng cơ chế gọi là EUI 64. Cái tên của nó là cái cơ chế EUI 64 để cấp cho cái dãy phía sau này. Phía trước này là kể như nó không đổi rồi. Cái đó là không phải mình quản lý. Giờ 251 là DB8 ACA CAD1. Đó. Thì cái phần là phía trước là không tầm là chỉ cấp cái phần sạc. 1 2 3 1 2 3 4 4 cái phía sau. Cái địa chỉ đó là gồm đầy đủ, nó gồm có 8 cái cục, 8 headset. Người ta set cái 4 headset thì thôi. Bước test là phía sau này. Dạ như vậy thì để tạo ra một cái địa chỉ thì chúng ta qua cần tạo ra cái phía sau thôi. Ta biến đổi cái phía sau. Như vậy thì nếu mà cấp IP động thì nó biến đổi thế nào? Theo cái EUI 64 thì thầy nói ngắn gọn để các em hiểu rồi. Đầu tiên nó sẽ căn cứ vào cái địa chỉ MAC các cạc mạng, dĩ nhiên nó phải có địa chỉ MAC không, cạc mạng phải có địa chỉ MAC, đồng ý không? Địa chỉ MAC nó là 48 bit. Đây ví dụ như cái địa chỉ MAC này FC99 4775CE0. Ở đây không có cà phê, không cà phê nữa thì mà thì nhớ cà phê uống tí. Cái địa chỉ MAC là như này. Thì đầu tiên nó đang tính là tính cái phần phía sau sau thứ tư ha, vị trí thứ tư. Nó sẽ tính như thế này. Cái bit thứ 7 của cái thứ 7 của cái địa chỉ MAC á. Nếu mà nó sẽ xét cái bit thứ 7 có nghĩa là cái này là tổng cộng là 8 bit đúng không? Xét thứ 7, nếu mà không thì biết thành 1, 1 thì không. Đó là thứ nhất. Bây giờ là FC.
AC thì nó coi cái AC nó biến nó chuyển qua cái thể nhị phân đó, thì nó coi cái nó số 0 số 1. Nếu số 0 thì biến 1, 1 số 0. Thì sau khi nó biến đổi xong rồi nó mới đổi lại cái số thập bội phân này, nó mới ra FC, nó biến thành FC. Rồi cái địa chỉ này nó mới cắt ra bằng hai phần. Nó cắt chỗ bài thứ bảy, bài thứ bảy nó cắt ra hai phần cái này đúng không? Sau đấy nó mới chèn vào một cái dãy FF cái này à. Nó chèn vào giữa đây. Sau đó nó sẽ phát sinh ra một cái địa chỉ mới. Cái địa chỉ này là cái địa chỉ ID sáng được cấp phát động. Như vậy nó nói là nó sau khi nó làm việc này á, thì nó sẽ đảm bảo là cái bi này không có bi nào giống bi nào hết. Không giống được, nó cứ vào cái mát này nó dùng lợi dụng cái mát cơ bản nó là như thế. Rồi đây là cái địa chỉ nó được cấp phát tự động. Rồi, cái lệnh xem thì cũng tương tự ID show ID 16 thì phải viết không? Để xem ID 16. Không có gì không? 16 multicast. Multicast thì cũng giống như vậy thôi. Một tín nhiều. À, liên quan tới subnet thì ta sẽ lấy 16 bit này nó làm chi subnet này. Chi subnet nó sẽ sử dụng cái này. Thì chi subnet thì việc chi subnet chỗ này đơn giản hơn so với lại vi 4 là quý ha, đơn giản hơn. Ta lấy cái headset này nó là chi subnet này. Thì để về chi subnet này thì đơn giản, bắt đầu từ 0 lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tới A. A tới B, C. Cái này số decimal hexa mà, đúng không? Là bao nhiêu trường hợp xảy ra đó. Cái này chúng ta muốn xem các trường hợp xảy ra theo kiểu binary thì ta chỉ gọi là đây, ta đang thể hiện cái số decimal hexa. À, các trường hợp xảy ra. Đây là 5 cái mảng con, cần phải chia 5 mảng con thì bắt đầu nó mới chia ra. Mỗi mảng con này là 65.536. Mảng con. Ta lấy 1 2 3 4 5 mình có thể đưa vào dữ liệu. Cho xong rồi. Của mình thì không có gì khác. Rồi cuối cùng cho cái bài này chúng ta nhớ gì? Cấu trúc của nó. Chúng ta nhớ cấu trúc của nó so với version 4. Rồi chúng ta nhớ là nó IP6 là nó không phải là gia thay thế cái mình 4 một số 1 triệu được, mà có khả năng là hết cuộc đời ra chưa chắc nó phải thay thế xong. Rồi IP 4 thì không gian địa chỉ nó cực kỳ lớn, cái con số nó lớn như thế nào thì số lớn tới mức mà ta biết không được, và chúng ta chỉ biết là nó một cái vuông trên cái đất đó, nó khoảng 1 triệu vị trí rồi. À, chúng ta nhớ là ở IP4 thì nó có unicast, multicast, hotcast, thì ở IP6 thì nó có unicast, multicast và anicast. Và chúng ta nhớ là IP16 nó cũng có một số loại địa chỉ như là Global, Unicast, Direct, thì cái đó là địa chỉ giống như địa chỉ public để tham gia vào internet. Có địa chỉ Link Local Address thì cái đó địa chỉ đó nó chỉ có hiển trên phạm vi trên cái link thôi, và cái cấu trúc chúng ta phải phải có hình nó, cấu trúc phải có hình nó. Rồi về cái địa chỉ IP6 đó thì chúng ta cũng có thể cấu hình theo giao diện dòng lệnh và như cộng hòa. IP6 nó không cần cái server DSCP, mà nó muốn cấp IP động thì là tự động nó sẽ lấy từ
nó sẽ tự cấp bằng cái căn cứ vào con UMAP như là cái cơ chế là EUI 64 à. Rồi liên quan tới subnet đó thì nó cũng là tính theo cái trường hợp xảy ra, nó tính bằng cái một cái khu vực để nó điểm chia subnet, nó có một khu vực để chia subnet service. Rồi liên quan tới phần này thì chúng ta chỉ giới thiệu một số cái chúng ta lưu ý một số cái điểm đó thôi ha. Rồi, nói gì còn lại chúng ta sẽ đi vào hai cái phần nữa. À, sự khác nhau giữa Rockcast với lại Anycast. Rockcast dành cho IP version 4. Anycast IP 6 thì không có Rockcast, mà IP 6 chỉ có Anycast. Rockcast có nghĩa là nó sẽ gửi cho tất cả một thiết bị, nó sẽ gửi vào tất cả các thiết bị trong cái thống mạng, trong một cái network ID sắp tách ra hết, không có từ bỏ một thiết bị nào trừ cái thiết bị nó gửi. Thì dĩ nhiên là cái IP4, cái IP dĩ nhiên đó, tất cả phải điểm khác nhau hết, nó sẽ gửi các cái địa chỉ khác nhau. Và trong khi Anycast thì IP 6 thì không có Rockcast, nó không có kiểu đó, nó chỉ có Anycast. Mà Anycast có nghĩa là nó gửi, có thể nó gửi đến nhiều thiết bị, nhưng mà các thiết bị đó nó cùng cái địa chỉ. Ví dụ như trong hệ thống nó có hai cái địa chỉ khác nhau thì nó sẽ gửi một lượt hai địa chỉ khác nhau, gửi cùng một địa chỉ luôn, thì nó sẽ chuyển đến hai cái thiết bị luôn. Chào anh Cass. Rồi, ta vào cái vấn đề tiếp theo là chương 7, đó là Internet switching. Switching có nghĩa là thiết bị là chuyển mạch, Internet là mạng nội bộ, thiết bị chuyển mạch nội bộ. Cái này liên quan tới cái tầng physical, liên quan tới cái tầng data link ở cái sub layer, một cái liên quan tới cái MAC, rồi liên quan tới cái MAC address table, liên quan tới tốc độ, liên quan tới cái tốc độ. Chúng ta thấy là để mà kết nối các thiết bị vào mạng thì không phải là hai thiết bị chúng ta lấy cái sợi dây chúng ta nối lại với nhau là còn là trở thành một cái mạng. Đúng là hai thiết bị nối với nhau cũng có thể trở thành một cái mạng hai máy, nhưng mà trong thực tế thì nó không phải vậy. Ở trong thực tế thì nó kết nối nhiều hơn hai máy chứ không phải là mạng, nhiều hơn hai máy. Như vậy thì để mà nói nhiều hơn hai máy thì chắc chắn phải có một thiết bị. Thiết bị đó nó nhiều cộng. Và các thiết bị nó sẽ có một đường dây, nó sẽ kết nối tới nhiều cộng đó. Đúng không? Và thì hồi xưa thì người ta có một cái tên gọi. Hồi xưa người ta cũng đấu nối lại, người ta có một cái tên gọi đó là cái thiết bị gì? Thiết bị hút. Vậy thiết bị hút nó như thế nào? Thiết bị hút nó cũng giống như là cái trường hợp để giải pháp nó chia cổng, nó tập kết lại, nó chia cổng giải quyết cái trường hợp ở đâu nói. Nhưng mà cái thiết bị hút nó tốc độ nó chậm, hiệu năng không cao. Tại sao tốc độ nó chậm?
Bởi vì khi mà một cái cổng khi mà truyền đến cái cổng còn lại đó, khi một cái cổng nó phát ra tín hiệu để truyền đi đó, thì nó sẽ phát ra tất cả các cổng còn lại, nó không có trừ cái cổng nào hết. Mỗi lần làm gì cũng nó phát ra. Ví dụ cái siêu hấp của ta có 16 cổng được, thì có một cổng phát ra tới một thiết bị thôi, cuối cùng là mỗi lần nó bung ra một cái tín hiệu cho các cổng còn lại luôn. Mà lúc mà nó phát ra các tín hiệu cho cổng còn lại thì các cổng còn lại, các thiết bị trên những cổng còn lại nó phải dừng lại, nó chờ khi nào thì thằng kia làm việc xong lúc đó tới nó. Và cái việc chờ đó thì nó làm cho cái hệ thống là ì ạch, nó giống như là cái việc mà chia cổng, giống như là nó chia ra cái cũng giải quyết trường hợp chia cổng, nhưng mà cái vấn đề mà cái tốc độ nó không có cao, hiệu năng nó không cao, là lý do là như vậy. Thì cái thiết bị hub đó, nó cơ bản là nó sẽ không học được, không có chức năng học được. Sau đó thì người ta thấy nó chậm quá, người ta mới phát triển ra một thiết bị đó gọi là thiết bị SIP, thiết bị chuyển mạch. Và SIP nó sẽ đáp ứng, nó sẽ giải quyết cái trường hợp đó, sẽ giải quyết cái trường hợp mà cái hút nó không có giải quyết được. Rồi liên quan tới cái công nghệ Ethernet đó, thì chúng ta cũng có nói rồi. Cái SIP này thì nó làm việc trên cái SIP này nó làm việc trong trong cái mạng nội bộ thôi, là cái mạng Ethernet. Thì vậy thì cái Ethernet chúng ta đã nói rồi, Ethernet chúng ta hiểu đó là cái cạc này, nó làm việc cỡ physical và data link. Nhưng mà cái cạc mạng này á, nó chỉ làm việc một phần của data link thôi, làm việc ở cái sub layer mask thôi. Còn cái LC thì cái này thì nó là phần mềm, nó chỉ có một chữ thôi, 802.2. Cái này ta học rồi chưa? Học rồi ha. Để có ship này, gọi ship Ethernet là giống như là một cái Ethernet thì nó là những cái cặp mạng để kết nối, cần phải có cặp mạng. Như vậy thì cái thiết bị đầu cuối nó cũng có cái cặp mạng, và thiết bị mạng nó cũng cần phải có cặp mạng. Nhưng mà thiết mạng bị mạng thì cái cặp mạng của nó, thay vì nó dùng từ cặp mạng nhưng mà không, nó dùng từ khác, nó dùng từ module. Các thiết bị thì cái cặp mạng đó nó có một cái lỗ mạng, cái lỗ mạng của nó gọi là cái cổng mạng hay là cái mọt. Nhưng mà cái module của cái thiết bị mạng đó thì nó cũng có cái lỗ để gắn. Như vậy cái đó nó không có dùng từ cái mọt, nó không có dùng từ cái cổng, mà nó dùng từ interface. Đó là lý do tại sao mà chúng ta trong các buổi thực hành chúng ta luôn nhắc tới chúng ta cấu hình là interface. Ta phải có quy ước nữa, quy ước người ta tạo ra như thế thì mình phải đọc mình phải hiểu, phải dùng từ cho đúng. Chứ nếu mình không có thông chỗ đó thì nó lại cảm thấy nó khó chịu. Rồi cái data link, lớp data link này thì mình đã học rồi đó. Data link nó chia làm hai sub, là gồm có LC và mask đó. Thì cái mask nó sẽ tham gia vào cái công nghệ Ethernet này. Internet thì nó liên quan tới cặp mạng, thì cặp mạng nó sẽ nằm ở cái lớp từ physical cho tới một phần của data link, tùy thuộc vào để chi nó thì để cái phần mềm liên quan tới data link nó có các phần mềm để quản lý, đó là LC. Cái này nó có cùng chuẩn quản lý các chuẩn vật lý, thì các hãng nó sẽ tự nó sản xuất theo những cái chuẩn nhất định, và nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ làm việc được với cái LC của data link.
Người sử dụng cũng có thể sử dụng những chữ khác nhau đều được, nhận thức cũng căn cứ vào đó mà người ta nhận thức. Cái mát thì cái phần này chúng ta đã học rồi nha. Nó sẽ liên quan tới mát này, nó sẽ đóng khung như thế nào và cái địa chỉ của nó sẽ đóng gói địa chỉ của nó vào bên trong, có chức năng đóng gói địa chỉ vào bên trong, và nó một phần nó cũng không phát hiện cái những cái lỗi xảy ra bằng việc mạnh những cái khung, đóng vào những khung FCS. À, như vậy thì cũng có cái trường hợp mà nó sẽ tranh chấp xảy ra trong hệ thống mạng nội bộ, thì để giải quyết cái trường hợp tranh chấp đó, thì người ta dùng cái công nghệ kiểm soát đó là CSMICD. Trong cái hệ thống mạng Internet đó, thì người ta sử dụng cái cơ chế là song công toàn phần, còn cái ví dụ liên quan tới wifi thì đang sử dụng cái bán song công, thì cái song công toàn phần dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn, sẽ tốc độ nó cao hơn cái song công bán song công. Ví dụ như cái switch hồi nãy, cái hub hồi nãy thì ví dụ đó là nó sử dụng theo kiểu bán song công, còn cái switch, cái bị switch thì nó sử dụng cái kiểu song công toàn phần. Liên quan tới cái RAM của Ethernet đó, thì nó sẽ đóng khung như thế này. Có những cái fuse sao, có những cái fuse để đóng gói vào sàn như sao, có cái ở cái đầu của nó có một cái frame gọi là SSD, cuối là FCS, data và hai bài LAN, rồi support mask, desk mask. Trong cái phần này nó sẽ đóng khung theo những cái khung sao, thì cái khung của nó nhỏ nhất là nó 64 bài, lớn nhất của nó là 1518 bài. Tức là cái đóng khung đó, khi mà đóng khung nó sẽ đóng theo kích thước khác nhau. Như vậy thì kích thước này nó như thế nào thì nằm trong cái giới hạn 64 đến 1518. Như vậy khi nào nó đóng 64, khi nào nó đóng lớn nhất là 118, và khi nào nó đóng nằm đường trừ giữa hai số này. Đó, thì chúng ta hiểu là như thế này. Nó nhìn xuống các phương tiện vật lý, trước khi đóng cái đóng nó nhìn xuống trước, nó nhìn xuống nó thấy cái đường ở dưới lớn, ví dụ cái đường ở dưới lớn tốt thì nó sẽ đóng cái khung lớn, còn nó thấy cái đường ở dưới nó không tốt thì đóng khung nhỏ. Tức là ví dụ như là một cái đường nó quá nhỏ này thì chúng ta không thể là đóng cái khung 1518 được, nó đi được. Mà trong khi chúng ta cái đường nó quá lớn, nó thông thoáng quá mà chúng ta đóng cái khung nó nhỏ thì nó hiệu quả không cao. Đó, vì thế tùy thuộc vào phương tiện nó sẽ đóng cái khung khác nhau. Bởi vì cái phương tiện ở dưới mà nó nhanh đó, thì nó sẽ đóng cái khung khác. Nó chậm theo từng đoạn, mỗi đoạn nó sẽ đóng mở đóng mở. Vậy cái khung nếu mà nó nhỏ hơn 64 thì nó gọi là collision. Nếu mà lớn hơn 1500 thì nó gọi là một cái symbol, cái tên gọi thôi. Rồi cái DJ mask thì chúng ta đã biết rồi, nó làm thể hiện bằng cái số 12 số decimal xa. 12 số này thì nó bao gồm, nếu tính ra nó bao gồm 48 bit binary, nó bắt đầu từ số 00 cho tới 111. 11 là FF, 00 là nó tính ra 2, 4, 6, 8, 00, 00 số decimal nó sẽ tính ra 8 cái binary, rồi FF nó sẽ tính ra 2 cái FF, nó tính ra mỗi con F là 4, 4 binary, 2 F là tính ra 8 cái binary, từ số 00 cho tới FF, đúng không? Đó là đi tìm mát. Như vậy thì cái digimask á,
cái công nghệ internet đó, nó truyền cái truyền thông cái dữ liệu với nhau thì nó căn cứ vào cái VMAT này. Nó căn cứ vào VMAT. Ở đây chúng ta chưa nói về cái GB cả, chưa nói về cái GB. Cái GB ở trên thì nó dĩ nhiên nó phải gõ địa chỉ IP rồi chứ không gõ địa chỉ MAC, nhưng mà cách làm việc ở bên trong rõ ràng là nó làm tầng, nó sẽ chia xuống tầng MAC để làm việc. Thì MAC nó làm việc như thế này, ví dụ như là một cái H1 nó gửi đi, một H1 nó gửi đi thì nó muốn gửi đi đến cái địa chỉ MAC, dĩ nhiên nó gửi thì nó mới biết cái địa chỉ người gửi rồi. Cái địa chỉ người gửi đó là cái suộc, thì cái đó tự phát sinh cái DES ha, cái DES của nó là CCCCC thì nó sẽ gửi đi, và nó dĩ nhiên nó không biết là cái địa chỉ CC này ở đâu, mắc DES này đâu, trong trong hệ thống ta có rất nhiều thiết bị. Như vậy thì nó sẽ nhiệm vụ của nó sẽ gửi đi tất cả, nó hỏi anh có phải là có cái địa chỉ MAC không, tôi cần gửi hay không, thì các thiết bị khác nếu mà nó nói không phải thì nó là không. Sau đó nó hỏi tới một thiết bị khác thì có khi ví dụ như H3 nó thấy nó đối chiếu nó thấy đúng là cái mắt của nó thì nó nói ừ đó là tồn. Cái đó là cái quá trình làm việc của cái liên quan tới cái internet, cái mạng internet. Nó tìm các thiết bị lân cận và nó tìm để gì, tìm cái điểm mát, nó tìm và tìm cái điểm mát. Vậy thì ta trong cái thiết bị này là thiết bị chuyên mạch. Nhờ cái thiết bị chuyên mạch này nó sẽ tìm và cái việc cái thiết bị chuyên mạch này làm như thế nào và làm sao đó, thì nó lại có phải broadcast nữa không? Lần đầu là rõ ràng broadcast, là sao phải broadcast nữa không? Thì nhờ cái thiết bị này nó sẽ làm gì đó. Lần sau nó sẽ không còn broadcast nữa. Nhờ cái thiết bị này nó sẽ quản lý cái việc cái đường tất cả những cái thiết bị kết nối nó quản lý như thế nào, đó là chức năng của cái ship, cái thiết bị ship này. Địa chỉ IP chúng ta cũng có giới thiệu đó là có broadcast, có multicast, có unicast, thì cái địa chỉ MAC nó cũng đi chèn vậy, nó cũng có unicast, broadcast và multicast, không có gì khác hết. Gõ giờ vào cái địa chỉ IP, gõ vào cái địa chỉ IP thì chắc chắn nó sẽ đóng gói đến cái địa chỉ IP này, nó rõ ràng nó không làm việc, mà làm việc nó thông qua cái địa chỉ MAC. Cái địa chỉ MAC này nó mới làm việc này, cái địa chỉ MAC này khi mà nó cắt IP là trong lúc đó là nó sẽ nó cắt địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC nó làm gì mà nó cắt ra, và cuối cùng nó sẽ nhận được một cái địa chỉ mà nó cần tìm. Là sao mà sao sau đó nó sẽ có một cách nào đó, nó sẽ báo cho cái địa chỉ, nó sẽ gắn với cái địa chỉ. Cái địa chỉ MAC thì chúng ta hiểu được na giống như cái thể xác, còn cái địa chỉ IP nó giống như cái linh hồn. Cái thể xác thì dĩ nhiên là không thể thay đổi được, cái linh hồn thì chúng ta cũng có thể thay đổi. Cái linh hồn thì nó sẽ được gắn vào cái thể xác à, và cái linh hồn này á, chúng ta cũng có thể chúng ta sẽ thay đổi cái linh hồn đi, chúng ta thay đổi cái linh hồn được, và IP chúng ta có thể thay đổi nhưng thể xác thì không, khi nào mà nó hư thì chúng ta vứt đi. IP ví dụ 1.5 này chúng ta có thể thay đổi bằng 1.1 hay 1.3 gì đó được không, được. Vậy thì có một cái cách thức nào để cho nó hiểu không ai mà có thể gõ vào cái địa chỉ MAC để truyền thông cả. Cái địa chỉ MAC là cái địa chỉ mà nó cấu trúc ở phía dưới, nó tự nó làm cái việc của nó, không ai có thể gõ vào cái địa chỉ MAC để truy cập web hết. À, chúng ta có gõ địa chỉ IP để truy cập web có. Như vậy thì nó sẽ từ cái địa chỉ IP này nó sẽ có một cách nào đó làm việc với cái địa chỉ MAC, thì đó cái được gọi là một cái ARP. Nhờ cái ARP, cái giao thức phân giải địa chỉ.
thì cái ARB như thế nào, để xíu để chi tiết chúng ta sẽ giới thiệu một phần cuối cùng. Đây bây giờ thì cũng có nó cáp và Mac thì cũng có nó cáp, cũng không gì khác hết. Cái kỳ nó cáp thì cái này nó cũng có cáp, cái cơ chế làm việc nó cũng y chang vậy. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang xét coi cái thiết bị switch, thiết bị chuyển mạch. Thì vậy cái thiết bị chuyển mạch nó làm của nó cáp thế nào, để làm sao nó biết được, nó liên lạc được cả tất cả các thiết bị trong cái hệ thống mạng nội bộ. Nó cáp như thế nào, nó cáp bằng có địa chỉ IP và nó cáp thế nào. Rồi liên quan tới cái thiết bị switch thì chúng ta nói đến cái switch layer 2 và switch layer 3 ha. Liên quan tới cái switch layer 2 đó thì nó không liên quan tới bị ta nhớ ha. Switch layer 2 thì chúng ta không sẽ không liên quan tới bị, mà switch layer 3 thì nó có liên quan tới bị. Nó có liên quan tới bị. Ta nhớ chuyện đó. Tại vì có lúc thì người ta hay nhắc đi là switch layer 2 với switch 3 nó hiểu. Layer 2 là tầng 2 trở xuống, layer 3 là nó có dính tới tầng 3, tầng 3 là tầng những quận. Là liên quan tới bị. Layer 3 chúng ta sẽ cấu hình IP, ví dụ như ta để người ta mua một cái chip để người ta cấu hình IP thì dĩ nhiên người ta phải mua chip layer 3. Ví dụ như ta cần chip VLAN, mua cái chip để chip VLAN. Ha. Chip layer 2 thì không. Thì giá nó sẽ khác nhau. Rồi cái chip chức năng của chip thì có trong trường học. Nó có trong trường học. Học cái gì? Học cái điều khiển mát, học cái điều khiển mát, học điều khiển mát của tất cả các thiết bị trong mạng, những cái thiết bị mà gắn vào cái thiết bị này thì nó có những, nó có chức năng học. Và sau 5 phút thì nó sẽ học một lần, sau 5 phút nó sẽ cập nhật cái sạc một lần. Và nếu mà không cái sau 5 phút đó thì có một phát sinh, có một cái thiết bị nào đó nó không phát sinh thì không học luôn. Chức năng thứ hai của nó là nó học xong rồi thì nó không phải học xong rồi không làm gì hết. Chức năng quan trọng của nó là nó forward, học xong rồi nó phải làm gì của forward, có nghĩa là chỉ đường đó, nó chỉ cái dữ liệu này đi hướng, dữ liệu này đi đường nào đó. Cái này là một cái chức năng mà nâng cấp của cái chức năng học, hoặc là chức năng nâng cấp của cái thiết bị hút. Vậy thiết bị hút nó có chức năng học không? Không, nó không có chức năng học, nó chỉ có là forward. Và forward đó, nó forward hết tất cả các cổng. Còn ở đây nó forward đó là nó forward theo định hướng, cái nó không forward cho tất cả các cổng. Đó, như vậy thì nó forward điều hướng đó, thì nó phải căn cứ vào cái một cái database của nó, cái bản đồ của nó, bản đồ nó quản lý. Đó, nó học được rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được cái những cái MAC address kết nối gì đó, nó sẽ tra vào cái bảng đó, nó sẽ biết. Chúng ta ví dụ như thế này, đây là một thiết bị sys. Thiết bị SIP này có 4 4 cổng. Thiết bị này SIP 4 cổng. Mà cổng này sẽ kết nối đến một cái thiết bị máy tính ABCD. Thì dĩ nhiên là cái thiết bị máy tính này nó cũng có một cái mát. Nó sẽ kết nối với một cái cạc mạng, nó phải có một cái mát. Đúng không? Đúng không? Thì vậy trong cái sheet này nó cơ bản nó sẽ có một cái bảng đó là MAC address table. Cái bảng này nó làm như vô gì, nó học, khi nó học được rồi nó sẽ cập nhật vào đây. Nó đơn giản lắm, ở đây nó có hai cột, cột thứ nhất là port, cột thứ hai là địa chỉ MAC. Đầu tiên cái bảng này nó empty, lúc mới gắn vào đó là nó empty. Thì bây giờ thầy ví dụ như là cái máy A này nó muốn gửi tới một cái địa chỉ, nó có địa chỉ MAC là 001D, thì cái cách thức nó làm như thế nào?
Đầu tiên nó sẽ gửi vào cái thiết bị chuyển mạch này. Sau đó thiết bị chuyển mạch này nó phải tiến hành nó tra ngay vào các bạn. Thì nó tra lúc ban đầu thì cái bảng này nó trống không có gì hết. Thì lúc cái thiết bị A này nó gửi vào thì lúc đó cái thằng này tức thời nó sẽ học được là có cái một cái cổng thứ nhất có một cái địa chỉ MAC là 000A, nó đưa vào đây ngay, nó học được. Cái cổng thứ nhất nó kết nối với cái địa chỉ thiết bị có địa chỉ MAC là 00A, nó học ngay, học đường dòng đầu tiên. Sau đó nó sẽ nó cắt hết các cổng lại 2 3 4, nó chừa ra cái cổng đầu, cái cổng nó phát, cổng phát là chừa ra. Nó sẽ cắt tới cổng 2, nó sẽ so sánh cái 00 00 cái A, cái B, cái địa chỉ B, cái máy B có địa chỉ có trùng với lại 00D không, thì cái địa chỉ B B này nó không trùng thì nó sẽ hủy, nó không làm gì cả. Tiếp theo nó sẽ hỏi tiếp cái thằng cái cổng số 3, thì cái cổng số 3 này nó so sánh nó thấy 00 00D không trùng với nó thì nó không làm gì cả. Thế tiếp theo nó kiểm tra cái máy kết nối tới cổng thứ tư thì nó thấy là cái cổng thứ tư nó có là địa chỉ MAC là 000D thì nó thấy là trùng với cái địa chỉ nó cần gửi. Thì nó đầu nó trả lời lại thì nó sẽ trả lời tới cái ship này, cái ship này tiến hành nó sẽ lúc này nó sẽ đưa vào cái bọt thứ tư có địa chỉ là 00D, nó cập nhật vào bán này. Sau đó nó gửi trả lại cái không cái máy tính này, có nghĩa là quá trình truyền thông từ lúc gửi cho tới lúc nhận. Này sau khi một cái hành động như thế thì nó sẽ học được là cổng 1 có địa chỉ 000A, cổng 2 thứ tư có địa chỉ là 000D, và trong khi cái cổng thứ hai thứ ba thì nó chưa có. Thì vậy khi mà phát sinh tới cổng thứ hai thứ ba bất kỳ một phát sinh nào thì nó sẽ bắt đầu nó học. Thứ hai thứ ba thì tham gia vào mạng thế nào cũng có phát sinh cái truyền thông, cho nên nó sẽ học rất dễ dàng, học rất nhanh luôn. Và cổng thứ hai sẽ có địa chỉ 000B, địa chỉ C nó sẽ 000C. Vậy như vậy nó học xong các bạn lại luôn ở đây. Sau đó các thiết bị này gửi cho nhau thì nó không cần nó cắt nữa, mà nó tiến hành nó ra vào bảng này, nó thấy ở số 2 muốn gửi số 2 phải không, đi đường này, gửi số 3 phải không, đi đường này, gửi số 4 phải không, đi đường này, và số 4 gửi số 1 phải không, đi đường này. Chính vì thế cho nên tốc độ rất là nhanh. Nhưng không phải như cái thiết bị ship, thiết bị hút, ngoài như thiết bị hút. Vậy còn lại là cái tốc độ đã nhanh rồi đó, nhưng mà còn lại là cái tốc độ truyền nhanh. Lý do là cái nhanh này là do nó điều hướng, nó không có làm việc các tiềm năng ở cao. Ví dụ như cái nào làm việc thì tham gia làm việc thì nó làm việc với cổng đó thôi, ở cổng khác nghỉ ngơi hoặc làm việc khác, nó truyền đồng thời làm khác, nó không có tốn cái hiệu năng nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng quan tâm cái tốc độ của những cái cổng này. Tốc độ của những cái cổng này nó cũng rất quan trọng. Chúng ta nhớ là liên quan tốc độ thì chúng ta nhớ là chúng ta khi mà chúng ta mua đó, mua thiết bị đó, thì chúng ta quan tâm cái thiết bị này nó tốc độ nó bao nhiêu, cái cổng này nó hỗ trợ tốc độ bao nhiêu. Ví dụ chúng ta mua một cái thiết bị switch là 24 cổng, nhưng mà 24 cổng này nó chỉ có 100B thôi, cái này gọi là cổng thường. Nhưng mà cũng có cái switch đó, nó cũng 24 bọt nhưng mà nó có hai cổng gigabit. Vì vậy cái hai cổng đó là hai cổng tốc độ cao, hai cổng đó chúng ta để dành cho những cái đường quan trọng hoặc là xịn hơn, xịn hơn thì chúng ta mua một cái ship, nó nói là cái ship này là ship giga có 241. Như vậy có nghĩa là cái ship này là cái ship nó có 24 cổng 1 đi
nhiên giá tiền nó sẽ khác nhau, khác rất nhiều luôn chứ đừng nói là khác hết. Nha, một cái ship bình thường thôi thì giá nó không có bao nhiêu cả, một cái ship thôi nó còn khoảng chạy tầm khoảng triệu thôi, triệu mấy thôi, trong khi cái ship giga cái là phải lên hàng mười mấy 20 triệu, có thể nó khác biệt. Rồi trong bài này thì ta nhớ gì để mình nói mạng nội bộ thì chúng ta cần phải có một thiết bị truyền mạch. Hồi xưa thì đó là thiết bị hub, nhưng mà thiết bị hub bây giờ nó người ta không dùng nữa rồi, bởi vì nó tốc độ nó quá chậm. Ship thì có hai loại, đó là ship dây dự 2 và ship dây dự 3. Đã nói và ship mà đi qua tới IP thì chúng ta sẽ trang bị cái ship dây dự 3. Ví dụ như chúng ta cần GB LAN, còn ta đơn thuần là chúng ta mua một cái ship chúng ta để mà chúng ta chia sẻ cái đường mà cái kết nối thôi, chúng ta không tầm tay bì họ gắn vào để sử dụng. Vậy thì chúng ta sẽ mua cái ship là dược hài, nó hoạt động ở tầng hàng. Rồi cái thành phần quan trọng của cái ship là nó là một cái của Ethernet ha. Ship là một cái Ethernet, là một kết nối máy màng nội bộ. Ship là một cái thành phần, thì cái Ethernet nó quan trọng là cái chủ yếu của nó là cái cạc mạng. Cái cạc mạng của nó thì nó sẽ làm việc cái trên tầng vật lý và một phần của cái tầng data link của cái mô hình đối xài. Và trong hệ thống mạng là nó truyền thông với nhau thì chủ yếu nó truyền thông qua cái địa chỉ MAC ở tầng dưới, còn cái trên là cái đó liên quan tới IP, là cái đó nó phải có một cái cách gì đó để nó chuyển xuống hoặc giả xuống để cho cái địa chỉ MAC nó làm việc. Rồi trong bài này chúng ta nhớ bao nhiêu đó thôi. Và cái hệ thống mạng internet chúng ta sử dụng cái theo kiểu là song cộng một phần. Rồi các cái bị ship này thì ship thường thì nó sử dụng cái cổng 100 mê, còn ship gigabit thì nó sử dụng cái cổng 1 GB, tốc độ nó sẽ khác hẳn và giá thành nó lại khác. Rồi hết cái phần chuyên mạch. Còn phần còn lại đó là chúng ta sẽ giới thiệu về cái giao thức A và B. Phần này chúng ta cũng đi nhanh rồi ha. Vậy thì nãy chúng ta nói về cái thiết bị switching, ở đây là chúng ta nói về cái giao thức A và B. Vậy thì khi mà chúng ta người dùng chúng ta gõ vào là gõ vào địa chỉ IP, nhưng mà thực tế nó sẽ chuyển xuống cái địa chỉ MAC, cái tầng thấp hơn MAC nó sẽ làm việc. Thì vậy thì có cái giao thức mà để mà phân giải, để mà phân giải cái địa chỉ IP sang địa chỉ MAC, đó gọi là cái giao thức A và B, là address resolution protocol. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta nói đến cái địa chỉ physical thì chúng ta nói là cái địa chỉ MAC address. Khi chúng ta nói cái địa chỉ là dự hài thì chúng ta nói đến cái chỉ MAC address. Khi chúng ta nói đến cái chỉ lượng lý thì chúng ta nghĩ đó là địa chỉ IP. Khi chúng ta nói đến cái địa chỉ layer 3 thì chúng ta biết đó là địa chỉ IP. Thì cái cách làm của nó thì nó
nó chỉ biết ở trên tầng trên nó sẽ đóng gói bằng cái chỉ bi, nhưng mà cái địa chỉ bi đó, nó sẽ chuyển xuống địa chỉ MAC. Cái nào mà nó có địa chỉ IP và cái nào dĩ nhiên là nó sẽ có địa chỉ MAC, thì cái địa chỉ MAC đó là cái địa chỉ mà nó sẽ làm việc ở dưới. Ở trên nhiều khi ta chỉ biết IP thôi, nhưng mà ở dưới chỉ xuống dưới là nó làm việc MAC, thì cái việc nó dùng một cái giao thức ATP, thì giao thức này nó có sẵn trong cái cặp này, nó có sẵn luôn, chúng ta không có phải có hình cái ATP này gì hết. Nó quan trọng ta hiểu thì cái ATP này nó cũng có chức năng, nó học giống như cái thiết bị ship vậy. Cái ATP này nó nằm ở trong phạm vi cặp mạng, thì vậy mỗi cặp mạng mình sẽ có một cái giao tiếp, có cặp mạng sẽ có một cái cạc mạng, nó sẽ có một cái chỗ nó lưu vào nó lưu những cái bảng ATP này. Đầu tiên thì cái ATP mỗi thiết bị mới nó sẽ không có gì hết, nó sẽ không có gì hết. Khi mà người ta gõ vào cái địa chỉ gửi tới 192.168.1.7 thì nó không biết ở chấm 7 đường nào hết, nó không biết, hoàn toàn không biết, thì nó sẽ chuyển đến cái thiết bị này, thiết bị ship này nó sẽ làm nhiệm vụ, nó học cái hồi nãy chúng ta nói mà, nó học cái địa chỉ, nó sẽ chuyển xuống cái địa chỉ MAC đó. Nó sẽ làm việc từ cái địa chỉ IP trên, sau đó nó chuyển xuống cái địa chỉ MAC. Mỗi một trang mạng thì có hết ha, nó chuyển xuống địa chỉ MAC, thì địa chỉ MAC nó cũng làm việc cấp cáp cấp cáp xong nó lại học để nó lưu thành một bảng, các bạn ạ. Cái bảng MAC MAC Red Table này nó mới làm việc, nó mới phân giải lên cái địa chỉ IP, nó làm việc với địa chỉ IP. Vậy cuối cùng ta làm việc với địa chỉ IP thì ở phía dưới đó là nó làm việc theo địa chỉ MAC, giống như cái thiết bị ship chip này ta học đó. Vậy thì cái MAC Red thì nó lưu vào cái bảng MAC Red Table, nhưng mà ở đây là ARB thì nó sẽ lưu vào cái bảng khác, nó sẽ có một cái bảng khác, các bạn đó nó sẽ lưu ở cặp này. Như vậy thì ở thiết bị đầu cuối nó cũng có một cái mạng, và cái thiết bị ship này nó cũng sẽ có một mạng. Vậy những cái cặp mạng này nó đều lưu một cái bảng hết, đó là bảng A là B. Nó giống như cái bản đồ địa chỉ. Đây. Cái bảng này nó gọi có tên là ARB Cache. Lúc đầu nó cũng cái bảng này cũng empty, và sau khi nó phát sinh một cái thiền thông, nó sẽ bắt đầu nó sẽ học, nó sẽ đưa vào đây. Thì cái bảng này cũng đơn giản, nó có cơ bản là nó có hai phần. Thứ nhất là cái IP và địa chỉ MAC, thì khi người ta gõ vào địa chỉ IP thì nó sẽ biết địa chỉ MAC, gõ địa chỉ IP nào đó nó sẽ biết địa chỉ MAC, nên lưu vào cái ở cái thiết bị đầu cuối hoặc là những thiết bị ship. Thì bây giờ thiết bị đầu cuối thì chúng ta cũng có thể chúng ta sử dụng cái lệnh để chúng ta xem nó bằng cái lệnh ARB trừ A. Ở đây ví dụ như chúng ta gõ vào ARB trừ A, nó sẽ hiện ra cái bản đồ có địa chỉ IP này, có cái mắt này, IP này. Thì khi nó có căn cứ, nó có cái mắt này á, thì bắt đầu nó gõ vào đây, nó sẽ chở ngay đến mắt này luôn, nó chuyển đến cái mắt này luôn. Rồi, ở thiết bị mạng đó chúng ta dùng lệnh show IP ARB. Chúng ta xem cái đặc biệt đó. Rồi, trong cái vấn đề này thì nó có một vấn đề nó cũng khá là nghiêm trọng. Khá nghiêm trọng, cái lỗ hổng này thì nó không phải lỗ hổng, mà đây là một cái cách để hacker nó khai thác. Nó khai thác. Đó là gì? Nó làm giả cái ARB này, làm giả. Tại trong hệ thống mạng chúng ta không biết cái nào giả nào thật cả. Khi nào nó đụng tới cái giả, bắt đầu nó lúc đó nó sẽ bị điệp vướng, sẽ bị điệp vướng.
nó sẽ trỏ tới một thiết bị khác, và thiết bị khác nó làm nhiệm vụ nó lấy thông tin hoặc nó làm cái gì đó. Vậy trong cái phần nói chung là trong mỗi cái giao thức đó, nó sẽ có những con lỗ hổng mà virus nó có thể hack được, thì cái nội dung chi tiết thì chúng ta phải học một buổi khác. Rồi, như vậy thì cái phần này chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta nhớ có một cái giao thức ARP, đó là nhiệm vụ phân giải từ cái địa chỉ IP đến địa chỉ MAC. Và người dùng thì người ta chỉ biết địa chỉ IP thôi, chúng ta không có biết địa chỉ MAC. Cái địa chỉ MAC là cái địa chỉ nó ở tầng dưới, ở tầng vật lý. Thì cái địa chỉ IP nó giờ cái phân giải ARP, thì cái ARP này nó cũng bỏ cặp mạng, nó sẽ cũng có một cái cache để nó lưu tạm. Cái cache đó nó sẽ đưa vào những cái mask, gọi là cơ bản là có hai cột là cái địa chỉ IP và cái địa chỉ MAC. Rồi thì trong khoảng thời gian thì cái địa chỉ này nó vẫn tự cập nhật, chứ không phải là nó cố định ở đó. Ví dụ như chúng ta có một cái thiết bị ta đổi địa chỉ IP đi, thì lúc đó nó phải thay đổi với nhau. Chứ nếu mà trường hợp chúng ta ví dụ như 192.168.1.1 có địa chỉ MAC gì đó, mà bây giờ chúng ta lại đổi cái địa chỉ IP được không? Được, ta đổi địa chỉ IP là 1.2, cuối cùng ở trên cái bảng của nó là 1.1 địa chỉ MAC đó, như vậy này có nghĩa là rõ đến sai. Cho nên trong cái khoảng thời gian nào đó thì nó cũng phải cập nhật cái này.